Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Giáp Dần, nữ mạng, những người sinh năm 1974, diện tín qua từng năm tuổi, từ năm 48 đến năm 60 tuổi, chi tiết chính xác nhất. Hy vọng với những thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp có thể giúp cho các bạn có được những trải nghiệm và thay đổi vận trình của mình theo chiều hướng tốt hơn. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Diễn tiến qua từng năm tuổi của tuổi giáp dần nữ mạng từ năm 48 tuổi đến năm 60 tuổi. Giai đoạn từ năm 48 tuổi đến 50 tuổi. Năm 48 tuổi tức là năm nữ tuổi giáp dần bước vào năm tân sửu 2021. Dù năm này đã trôi qua, nhưng có thể thấy năm tân sửu, bạn đã phải chịu tác động của nhiều hung tinh chiếu mệnh, làm cho bạn phải trải qua một năm mọi việc không được tốt cho lắm, công việc làm ăn gặp nhiều bế tắc, tình cảm gia đình không thuận, thậm chí là có chuyện buồn đưa tới trong gia đình, nên tránh đi những xích mích để hàn gắn lại việc đổ vỡ, cuộc sống có nhiều buồn bã và lo âu, sức khỏe của bạn không được tốt. Tiền bạc cũng có sự hao tán, không được mấy dư giã. Năm 49 tuổi, tức là bạn bước sang năm nhâm dần 2022. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành. Thiên can, bạn sinh năm 1974, có thiên can giáp thuộc mộc gặp năm nhâm thuộc thủy là bình hòa. Theo thiên can thì tử vi tuổi giáp dần 2022 nữ mạng được dự đoán là một năm mà các công việc làm ăn đều bình thường, không có khởi sắc nhiều tiền bạc làm ra chỉ đủ để bạn chi tiêu cho các hoạt động trong cuộc sống gia đình, công việc làm ăn cứ vậy mà làm kiên trì ắt sẽ có thành quả. Địa chi, địa chi tuổi dần gặp năm dần là Thái Tuế, năm tuổi, tuổi giáp dần nữ mạng năm 2022 cho thấy đây được xem là năm khá xấu đối với bạn, gặp năm này là năm tuổi thì sẽ phải chịu áp lực lớn từ Thái Tuế, suy nghĩ nhiều, đôi lúc tự chúc muộn phiền vì những cố chấp và bất mãn ở hiện tại, ngoài ra, bản mệnh ít được quý nhân trợ giúp tự mình lo làm, lo ăn là chính, trong năm này sẽ có nhiều biến động trong công việc làm ăn, dễ có sự thay đổi về nơi ăn, trốn ở việc làm hay phải thường xuyên di chuyển, đi lại nhiều. Xét về ngũ hành, đương số mang hành thủy gặp năm kim được tương sinh, rất tốt. Ý chỉ công việc trước nghịch sau thuận, nỗ lực lớn sẽ đem về thành quả xứng đáng. Trong năm nhâm dần này, nữ tuổi giáp dần cần đặc biệt chú ý tới hạn huỳnh tiền và các tinh sao thái âm chiếu mệnh. Tuổi giáp dần nữ mạng trong năm 2022 gặp hạn huỳnh tiền. Một trong những đặc điểm rất dễ thấy của hệ thống tám hạn luân phiên hàng năm đó là không có hạn tốt, hạn nào cũng đều là hạn xấu cả hạn huỳnh tuyền được coi là một hạn rất nặng nề trong hệ thống tám hạn luân phiên theo năm này hạn huỳnh tuyền chủ về sức khỏe bản mệnh sẽ thường gặp chứng đau đầu chóng mặt xây sầm kinh doanh nên kiên kỵ đường thủy để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi nhắc đến hạn huỳnh tuyền sách thời xưa có câu cửa miệng huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong tam kheo đau mắt đề phòng tay chân Câu này giúp ta làm rõ và phần nào hiểu được hạn huỳnh tiền tốt hay xấu. Theo đó hạn huỳnh tiền thường bị bệnh nặng, nhiều người có thể nguy hiểm đến tính mạng. Về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tiền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sầm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, chắc trở nhìn chung tất cả công việc liên quan đến đường thủy đường sông nước thì bản mệnh không nên tham gia dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường về cuộc sống nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó dễ mang họa gặp nhiều chuyện bất lợi dẫn tới tiền mất tật mang đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định hạn huỳnh tiền đồng nghĩa với suối vàng âm phủ cõi chết nên cần hết sức giữ gìn phòng tránh tai nạn đột ngột hoặc bệnh tật hiểm nghèo căn cứ vào những đặc điểm như đau đầu xây sầm chóng mặt thì trong y học người ta thường thấy nó giống với các triệu chứng của bệnh cao huyết áp tai biến đột quỵ của nhiều cụ già mà đối với các cụ lớn tuổi mặc cho hạn huỳnh tiền tốt hay xấu ra sao khi gặp phải bệnh này nếu không được xử lý cấp cứu kịp thời thì vô cùng nguy hiểm có bốn điều cần biết để vượt qua hạn huỳnh tiền đối với nữ tuổi giáp dần vốn huỳnh tiền là đại hạn chủ về sức khỏe vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe nhé thứ nhất về sức khỏe bản mệnh gặp hạn này nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe bản thân song đó cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu bia thứ hai công việc làm ăn người gặp hạn huỳnh tiền cần tránh làm ăn xa nhà nhất là những việc liên quan đến sông nước tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng tốt nhất bản mệnh không tham gia du lịch biển đánh bắt cá xa bờ Thứ ba, đặc biệt trong cuộc sống, người gặp hạn huỳnh tiền không nên bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết. Không may tay bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì sức khỏe bị nguy hiểm. Thứ tư, nguyên tắc chung của việc giảm thiểu nguy cơ, tăng cường may mắn và sức khỏe đó là tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện, việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. Nữ tuổi giáp dần vào năm 2022 sẽ phạm vào, trực thái tuế trực thái tuế tuổi con giáp của bản thân tương trùng với thái tuế lưu niên vào những năm này gia chủ sẽ rất dễ buồn bực ốm đau bệnh tật liên miên cách hóa giải trực thái tuế nên ít đến những nơi có tăng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động vui vẻ hay các tiệc mừng ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an ví dụ như người tuổi dần thì cần đeo đồ trang sức có mang ba hình con hổ ngựa chó có bốn điều cần biết để vượt qua được hạn phạm thái tuế đối với nữ tuổi giáp dần thứ nhất hạn chế đi đám ma đám hiếu không vào phòng sinh đẻ điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo nhưng ngũ hành sinh khác tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành Thứ hai, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh. Vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút. Âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Thứ ba, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thứ tư, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Nữ tuổi giáp dần năm 2022 lại có được sự ảnh hưởng tích cực của sao thái âm chiếu mệnh. Sao thái âm, là các tinh chủ về danh lộc và hỷ sự, vì thế khi sao thái âm chiếu mạng, điều này làm cho bạn nữ tuổi giáp dần không cần phải lo lắng nhiều về vận hạn của mình. Việc cần làm lúc này là bạn cần phải chú trọng để nắm bắt lấy thời cơ, để hoàn thành kế hoạch của mình trong năm và nhận được kết quả ngoài sức mong đợi. Sao thái âm là các tinh. Đây là sao chủ về đường công danh, tài lộc và may mắn. Thế nên, hãy cứ vui vẻ, thoải mái khi được sao này chiếu mệnh. Bạn chỉ cần nắm bắt được cơ hội tốt tiến hành các kế hoạch và hoàn thành nó trong năm là mọi sự đều thuận lợi. Bạn sẽ sớm có được những thành công đáng nể. Có thể nói năm 2022 đối với nữ tuổi Giáp Dần, đây là năm có nhiều cơ hội phát triển về mọi mặt. Công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, có sự trợ giúp nên mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, xuôn sẻ. Nhưng cũng giống như nhiều tuổi khác, nữ tuổi Giáp Dần cần phải hết sức chú ý tới sức khỏe của mình trong năm nay. Vì nếu không có sức khỏe tốt cũng khó có thể thực hiện được các công việc khác lâu dài. Đặc biệt là cần chú ý trong tháng 4 âm lịch và tháng 7 âm lịch, đây là hai tháng xung của Bổn mạng tuổi giáp dần nữ mạng, theo từng tháng trong năm nhâm dần 2022. Tháng riêng năm nhâm dần 2022. Tử vi tuổi giáp dần nữ mạng năm 2022 tháng 1 âm lịch có thiên can tân kim, chính quan đồng vượng với thiên can tân kim. Địa chi dần mộc cùng địa chi sửu thổ sinh hồng loan tinh. Tháng này lợi cho các công việc giao thương, hợp tác, đất đai, tài vận cũng được cải thiện, nhưng bị quản lý chặt nên phải chịu nhiều vất vả nam nữ mệnh sẽ tìm được người thương, đặc biệt là nam mệnh có vận khí tốt hơn, nữ mệnh thì khó khăn hơn một chút. Tháng 2 âm lịch. Có tiểu nhân đe dọa, bản thân lý trí sẽ tiêu tai họa. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 2 âm lịch có địa chi mão mục kiếp tài, cùng thái tế sửu thổ không tạo ra tác dụng gì. Thiên can tân kim chính quan đồng vượng với nhau. Tuổi dần tháng này có thể gặp đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu bản thân tự chủ sáng suốt sẽ tránh được mâu thuẫn hay tai họa ngầm cho nên vận thế tháng này khá thường, không gặp họa lớn cũng như cơ hội tốt. Đồng thời, trong tháng 2 cũng có sao đào hoa là hàm trì, nam nữ mệnh được người khác phái có khí chất để ý, cũng được nhiều người theo đuổi. Tuy nhiên cũng không ít người vì tham lam mà dễ phạm đào hoa, từ tốt chuyển thành xấu. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2022. Tài lộc khó về tay, cần nhiều sự hợp tác. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 3 âm lịch có thiên can nhâm thủy thiên ấn tương sinh với tân kim chính quan địa chi tháng thìn thổ cùng thái tuế sửu thổ cấu thành dần thìn tương phá. Nhưng tháng thìn gặp tuổi dần không sinh tác dụng gì, nên vận thế của bản mệnh vẫn như bình thường. Tuổi dần tháng này sẽ có một số cơ hội, nhưng khó biết đây là tốt hay xấu, cần chủ động đi tìm kiếm thời cơ cho mình. May mắn lương thưởng của bạn tháng này có cơ hội tăng lên, hoặc các dự tính được quý nhân chiếu cố cho. Sự nghiệp của bạn có hiệu quả công tác kém, không có nhiều kế hoạch khả thi. Tháng 4 âm lịch năm 2022 phải bình tĩnh mới thị phi hay suy nghĩ nhiều tiền tài vượng. Tháng này Quý Thủy chính ấn tương sinh với Tân Kim chính quan, Địa Chi Tỷ Hỏa tương hợp Kim cục với Thái Tuế dần thổ. Đồng thời Can tháng Tỷ Hỏa tương hình với Địa Chi tuổi dần. Tuổi dần tháng này có cảm xúc dễ dao động nên hay phát ngôn sai cách, dẫn phát thị phi cần kiềm chế tốt hơn. May mắn tài vận trong tháng có nguồn thu khá dồi dào, lại được quý nhân mang đến nhiều cơ may hiếm có. Tuy nhiên về phần sức khỏe tuổi dần lại không được tốt nên giữ cho mình tâm tính thoải mái, không nên nổi nóng hay lo âu nhiều. Sang tháng 5 âm lịch năm 2022. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 5 âm lịch có thiên can giáp mộc tỷ kiên tương khắc với tân kim chính quan. Địa chi tháng là ngọ hỏa thương quan tương hại với chi năm sửu thổ. Sự nghiệp của tuổi dần tháng này khá tốt cho việc hợp tác, giao thương, thiết kế. Nhưng tài vận khá chắc trở nên không dồi dào cho lắm bản mệnh cũng bị quản thúc chặt chẽ nên tâm tình không thoải mái. Bù lại tình duyên sẽ có tin vui, có thể kết giao được với một số bạn bè tốt. Tháng 6 âm lịch. Tiểu nhân khích bác tiền đến tiền đi. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 6 âm lịch có thiên can ất mộc kiếp tài tương khắc với tân kim chính quan. Địa chi mùi thổ tương xung cùng dần thổ, song mùi thổ cùng dần mộc sinh ra thiên hỷ đào hoa. Tuổi dần tháng này trong sự nghiệp có đối thủ cạnh tranh, khiến tâm tình nhiều ức chế tài vận không tăng nhiều, thậm chí còn có thể vì tiêu linh tinh mà phí phạm. Sau đó nhờ khống chế được kẻ tiểu nhân mà bớt đi nguy cơ lớn. Tháng này tuổi dần còn gặp được cơ may về tình duyên, có thể cạnh tranh với đối thủ tình trường. Tháng 7 âm lịch năm 2022. Suy nghĩ nhiều thì khổ cực, cần ổn định lại tâm tư. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 7 âm lịch có thiên can bính hỏa thực thần tương hợp với tân kim chính quan. Địa chi tháng là thân kim có thiên quan tinh, không có tác dụng trực tiếp cùng thái tế dần thổ, tuy nhiên địa chi tháng cùng địa chi dần mộc cấu thành thân dần tương xung. Áp lực tháng này rất lớn, mưu sự gặp sóng gió nên khó thành, có khả năng bị pháp luật ngó ngàng gây cản trở. Bản mệnh không nên chống đối mà cần tuân thủ, mặt khác tuổi dần cũng nên tự tư duy để giải quyết vấn đề, đặc biệt ổn định lại cảm xúc mới suy nghĩ được sáng suốt. Tháng 8 âm lịch, không nên vội ức chế, tiền tài thì ít thị phi thì nhiều. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 8 âm lịch có thiên can đinh hỏa thương quan cùng với tân kim thực chính quan cấu thành thương quan chế quan. Địa chi dậu kim cùng sửu thổ cấu thành sửu dậu bán hợp kim cục. Tuổi dần tháng này tương đối bị động, kiếm tiền không có lợi, hơn nữa không nên tùy hứng ứng xử hoặc vi phạm quy tắc nếu không rất dễ xảy ra hỏa tiểu nhân, bị vu hỏa hoặc mâu thuẫn với cấp trên. Tháng này bản mệnh cũng vì phạm quy mà gây ra tổn thất về mặt tiền nong. Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2022 vận thiên tài nở rộ, nên nhớ có nhận, nhưng cũng phải có cho đi. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 9 âm lịch có thiên can mậu thổ thiên tài tương sinh với tân kim chính quan, tạo thành thiên tài sinh quan. Địa chi tuất thổ thiên tài tương hình với thái tuế sửu thổ. Đồng thời can tháng tuất thổ cùng dần mộc lại tạo thành dần tuất tương hợp. Tuổi dần trong tháng này có vận thế rất tốt, có tiền tìm đến mình, vận thu nhập phụ thu về không ít. Tuy nhiên lưu ý bạn cần phải có sự lựa chọn kỹ lưỡng, cái gì khó đạt được thì đừng cố quá, nếu không sẽ dẫn đến tranh chấp hoặc xung đột. Duyên tình tháng này cũng nhiều sắc thắm hơn. Tháng 10 âm lịch năm 2022. Quý nhân mang tài đến chợ ta, bản thân cần nỗ lực nhiều hơn nữa. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 10 âm lịch có thiên can kỷ thổ chính tài tương sinh tân kim chính quan. Địa chi tháng hợi thủy không phát sinh tác dụng với thái tế dần thổ, nhưng hợi gặp dần cấu thành dần hợi tương sinh tương hợp. Sự nghiệp tuổi dần tháng này có rất nhiều cơ hội, các dự định được quý nhân chiếu cố cho tài vận tự thân cũng rất tốt, có khả năng xin được việc làm ổn định. Tuy nhiên cần chú ý, tháng này ngũ hành thủy vượng nên sẽ có điểm áp lực, bản mệnh nên để tâm lý thả lỏng và thoải mái hơn. Sang tháng 11 âm lịch năm 2022. Không nên so đo cái lợi nhỏ, cần cố gắng tranh thủ nhiều hơn. Tử vi tuổi dần năm 2022 tháng 11 âm lịch có thiên can canh kim, thiên quan đồng vượng với tân kim chính quan nguyệt lệnh tý thủy chính ấn cùng thái tuế sửu thổ thổ cầu thành quan ấn tương hợp. Sự nghiệp tuổi dần tháng này sẽ có những kỳ ngộ nhất định lợi cho việc thi cử, xin việc, lương thưởng đãi ngộ tăng lên. Nhưng bản thân cũng cần phải đi tranh thủ nhiều hơn, đừng quá lười biếng hoặc so đo cái lợi nhất thời, nếu không thì sẽ gặp rất nhiều cản trở sau này, cơ hội vượt khỏi tay trong nháy mắt. Bước sang tháng cuối cùng của năm nhâm dần 2022. Tài quan đều đến, tuy lao lực nhưng giữ được tiền. Từ vi tuổi dần năm 2022 tháng 12 âm lịch kim khí đồng vượng. Nguyệt lệnh và thái tuế đồng vượng, chi tháng sửu thổ cùng tuổi dần ám hợp nhau. Con giáp này có vận thế cuối năm khá tốt, các thương vụ hợp tác khá thuận lợi, kiếm được không ít tiền. Tuy nhiên đã bị quản lý nghiêm nên tuổi dần có thể cảm thấy quá vất vả. Tháng này chuyện tình cảm cũng rất thuận buồm xuôi gió, nhưng đừng quá vô vập mà nên bình tĩnh, có lòng bao dung độ lượng, giúp cho tình yêu phát triển thêm một bước nữ tuổi giáp dần 50 tuổi, tức là bước sang năm quý mão 2023. Năm này bạn phải chịu tác động của hạn huỳnh tiền và sao thổ tú chiếu mệnh. Hạn huỳnh tiền và cách vượt qua hạn huỳnh tiền như chúng tôi đã trình bày trong năm nhâm dần 2022. Nữ tuổi giáp dần trong năm quý mão 2023 bị sao thổ tú chiếu mệnh. Sao thổ tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Hạn thổ tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ người gặp sao thổ tú nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân dèm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó khăn trốn quan trường. Sao thổ tú đến với tuổi nào thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó. Ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội có thể không thuận lợi như mong muốn, nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý muốn. Về hôn nhân gia đình dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng. Bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy, cần nhất là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người. Mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Sao thổ tú nên sắm lễ hóa giải sẽ tốt hơn? Từ năm 50 tuổi trở đi, cuộc sống của nữ tuổi giáp dần đã có nhiều khởi sắc. Bạn bước vào giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhị chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ 50 tuổi trở đi sẽ biết về mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội nên càng thấu hiểu bản thân hơn. Họ học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, họ không oán trời, không trách người, không lười nhác. Hiểu về thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn như trước. Họ càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh, không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Họ sẽ chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình. Họ rất ít khi dao động, khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả họ cũng có một điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Biết trân trọng tình cảm Người từ 50 tuổi trở đi đã trải qua sự gột rửa của thời gian. Họ sẽ biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng họ. Tâm danh lợi của họ cũng dần tiêu tan. Năm 2023 được xem là năm tương đối tốt với gia chủ nữ tuổi giáp dần, 50 tuổi. Giai đoạn từ năm 51 tuổi đến 53 tuổi năm 51 tuổi, tức là bạn bước sang năm Giáp Thìn 2024. Năm này nữ tuổi Giáp Dần gặp phải hạn Diêm Vương và Sao La Hầu Chiếu Mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn Diêm Vương đối với nữ tuổi Giáp Dần. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu theo đó hạn diêm vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ đặc biệt những người mang bầu sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm tính mạng nhiều ghi chép khác về hạn diêm vương và biển hiện của hạn diêm vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh tuy nhiên bàn về hạn diêm vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc làm ăn rất thuận lợi có duyên với của cải bạc tiền hội tụ rất mạnh những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng như vậy hạn diêm vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng khi gặp hạn diêm vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu nếu không chú ý điều trị giữ gìn có thể vong mạng về chầu diêm vương đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn hành thông tài lộc của cải dồi dào sung túc so sánh với hệ thống cửu diệu niên hạn một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu diệu niên hạn nhiều tuổi cửu diệu đại cát nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách đối với hạn diêm vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này đối với nữ giới khi gặp hạn diêm vương cũng là năm gặp sao thái bạch nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc qua quá trình so sánh như vậy ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng nghiệm lý, nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học vô bờ. Có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn diêm vương đối với nữ tuổi giáp dần trong năm giáp thìn 2024. Thứ nhất, đối với phụ nữ mang thai, vận dụng cách giải hạn diêm vương thì cần có chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý. Nên nghỉ những công việc ngoài xã hội, không tham gia làm các việc nặng nhọc nguy hiểm trong gia đình, hạn chế tham gia giao thông nên tới các cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngoài ra cần áp dụng chế độ dinh dưỡng theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Không nên ăn uống tùy tiện đặc biệt các thực phẩm tính hàn như thịt trâu, thực phẩm có độc tố. Không nên đi viếng tang lại gần tử thi. Thứ hai, cách giải hạn Diêm Vương đối với những người bị mắc bệnh thì cần chủ động khám, điều trị và có những biện pháp ăn kiêng, điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đặc biệt không nên chủ quan, lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật e là sẽ có biến nguy hiểm. Đây cũng là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Thứ ba, trong những nghiên cứu về cách giải hạn Diêm Vương, đối với những người khỏe mạnh, bình thường nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế, sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc của cải. Theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thương mại, công danh, sự nghiệp có thể gặp thành quả rất đáng tự hào. Thứ tư, đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn Diêm Vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh, đạo đức và làm nhiều việc thiện việc tốt tích thêm phúc đức như vậy hạn diêm vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt vừa xấu xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường tuy là như vậy nhưng khi nghe tên là diêm vương vị thần cai quản âm giới thì chúng ta vẫn phải cẩn thận nghe tên này hiện lên những nguy cơ bất chắc rất dễ xảy ra sự tác động của sao la hầu đối với nữ tuổi giáp dần người bị sao la hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc đa sầu đa cảm bệnh tật khẩu thiệt thị phi nghĩa là sau này chủ mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sau này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết tai mắt. Sau này tác hại mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Cách hóa giải sao la hầu nên sắm lễ hóa giải sẽ tốt hơn. Năm 2024, có thể xem là một năm trung bình đối với gia chủ giáp dần 1974 nữ mạng 51 tuổi âm lịch năm 52 tuổi, tức là bạn bước sang năm Ất Tỵ 2025. Năm này đối với nữ tuổi Giáp Dần gặp hạn địa võng và sao Thái Dương chiếu mệnh. Hạn của tuổi Giáp Dần 1974 nữ mạng, năm Ất Tỵ 2025 là, hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn, tiếng nói xanh đoan dày giả. Dà. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi kinh tế việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng dễ bị chính quyền tịch thu vướng vào vòng lao lý tiền mất tật mang đặc biệt không tin vào lời nói của người khác nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ chẳng may tay bay vạ gió hao tiền tốn của dễ xảy ra tình trạng trộm cắp mất mát tài sản nữ giáp dần cần đặc biệt chú ý bốn điều để vượt qua hạn địa võng thứ nhất kinh tế tài chính tốt nhất làm ăn chân chính buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng có hóa đơn chứng từ rõ ràng đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân thứ hai đời sống mọi người trong gia đình là một gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát chia ly xa cách dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết Thứ ba, khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng cái chết. Thứ tư, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Nữ tuổi giáp dần 1974, trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ phạm vào hại thái tuế. Năm hạn thái tuế hại tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Tuy nhiên, bản mệnh cũng dễ gặp chuyện bất an, tài vận suy kém, sự nghiệp có nhiều trở ngại. Bên cạnh đó nữ tuổi giáp dần trong năm lại có được sao Thái Dương chiếu mệnh, là một phúc tinh tốt, nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mạng rất tốt, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Năm 2025 đây cũng có thể xem là một năm trung bình đối với gia chủ giáp dần 1974 nữ mạng 52 tuổi âm lịch. Năm 53 tuổi, tức là bạn bước sang năm Bính Ngọ 2026. Năm này bạn gặp Hạn Thiên La và sao Thái Bạch chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của Hạn Thiên La đối với nữ tuổi giáp dần trong năm Bính Ngọ. Nhắc đến Hạn Thiên La, ông bà xưa có câu thơ sau: Thiên La bệnh ấy quái kỳ quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Người nào gặp phải Thiên La cần đề phòng cảnh chia ly xa cách phu thê, mọi việc cần nhẫn nhìn để gia đạo được bình an, êm ấm và hạnh phúc. Chớ nên vội vàng phán xét vấn đề hay ghen tuông vô cớ, tránh lời qua tiếng lại giữa hai vợ chồng không may chuyện nhỏ xé ra to, lục đục ly hôn khó hàn gắn. Song đó cần bình tâm dưỡng tính, tâm trạng hay bất an, lo lắng, buồn giàu. Tình cảm, thiên la được xem là lưới trời, gặp phải hạn này thường tình cảm các mối quan hệ không được ổn định. Nhất là tình cảm vợ chồng thường xuyên tranh cãi lục đục. Ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại khiến chuyện bé xé ra to. Nếu cả hai người không giữ được bình tĩnh dễ dẫn tới chia ly xa cách, gia đình ly tán. Tâm lý, khi gặp Thiên La tâm lý gia chủ thường xuyên bất ổn, suy nhược cơ thể, hay lo lắng, buồn rầu. Sau đó gặp những căn bệnh kỳ quái dù điều trị nhưng không khỏi. Nói cách cụ thể hơn thì bệnh này chủ về tinh thần, các chứng trầm cảm, thường xuyên nóng ruột, thiếu tập trung. Đặc biệt người gặp hạn này thường xuyên mất ngủ về đêm, nếu ngủ thì hay gặp ác mộng. Có 3 điều cần chú ý để vượt qua hạn Thiên La đối với nữ tuổi Giáp Dần trong năm Bính Ngọ 2026. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải niên hạn này, bạn tuổi giáp dần cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thứ nhất, sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe của gia chủ thường xuyên mệt mỏi và đau nhức những căn bệnh kỳ quái. Mặc dù điều trị tiêu hao tiền của nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý. Sau đó hãy kết hợp với rèn luyện thể dục thể thao. Tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu bia thứ hai tình cảm các mối quan hệ trong giao tiếp hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói tránh vướng vào thị phi tai tiếng nhất là tình cảm vợ chồng hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau quan tâm và chăm sóc nhau thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nổi buồn trong cuộc sống đừng ghen tuông vô cớ lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to gia đạo bất hòa chia ly xa cách con cái thiếu tình thương của cha hoặc mẹ thứ ba tâm lý để cải thiện vấn đề này khi gia chủ gặp thiên la cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Sao chiếu mệnh tuổi giáp dần 1974 nữ mạng năm Bính Ngọ 2026 là sao Thái Bạch. Thái Bạch là một trong hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Gặp phải hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh thường hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc rắc rối với luật pháp cần kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sau này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. người ăn ở mất âm đức khi gặp sao thái bạch còn bị họa lớn hơn bởi kim tinh là hung tinh chủ về hung vận. Kim tinh còn được gọi là triều dương tinh ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, quý nhân kiến hỉ thêm nhân khẩu, hôn nhân cưới gả đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Năm 2026, đây có thể xem là năm tương đối tốt đối với gia chủ giáp dần 1974 nữ mạng 53 tuổi. Giai đoạn từ năm 54 tuổi đến năm 60 tuổi. Năm 54 tuổi và 55 tuổi, hai năm này gia đình êm ấm, tài lộc điều hòa, mọi việc làm ăn đều đều, tuy không có nhiều tài lộc nhưng có thể phát triển được. Năm 56 tuổi, có nhiều điều tốt đẹp sẽ đến năm 57 tuổi có nhiều chuyện lo lắng cho bản thân, tình cảm vượng phát, tiền bạc được dư dã. Năm 58 tuổi và 59 tuổi đầy đủ và hai năm này không được tốt về phần tài lộc và phần mạng số của bổn mạng cũng cần chú ý về đau bệnh. Cẩn thận về việc xuất hành rất có tai hại nhất là tháng 4 âm lịch năm 58 tuổi và tháng 7 và tháng 10 âm lịch năm 59 tuổi. Năm 60 tuổi được đầy đủ, gia đình tròn vẹn và hạnh phúc. Năm này về phần bản thân không có việc gì quan trọng xảy ra. Trong giai đoạn này, con cháu có phần phát đạt tột độ vào những năm từ 55 đến 60 tuổi. Lúc này tiền bạc ít hao hụt, vào nhiều gia ít, cẩn thận cho bản thân vào những năm này sẽ tốt hơn. Những năm khó khăn nhất đối với nữ tuổi giáp dần. Tuổi giáp dần nữ mạng nên xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn thì hợp nhất. Việc này áp dụng cho suốt cuộc đời không sợ bị thất bại. Những tuổi hạp làm ăn, cộng tác giúp tăng tài, tiến lộc cho tuổi giáp dần nữ mạng. Nữ mạng giáp dần trong việc làm ăn, bạn nên lựa chọn những tuổi này thì tốt, sự làm ăn được phát đạt và không bao giờ có xảy ra việc thất bại, đó là những tuổi hợp với tuổi giáp dần, gồm có giáp dần đồng tuổi, mậu ngọ và canh thân. Ba tuổi này rất hợp với tuổi bạn trên mọi phương diện. Lựa chọn vợ chồng. Tuổi giáp dần nữ mạng kết hôn với những tuổi này thì sẽ được sống trong sự cao sang quyền quý, đó là các tuổi giáp dần, mậu ngọ, canh thân, nhâm tuất quý hợi. Những tuổi này đều giúp cho tuổi giáp dần tạo được một cuộc sống giàu sang hạnh phúc đúng với ý muốn nếu kết hôn với những tuổi này bạn sẽ chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi, bính thìn, canh tuất, bính ngọ. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì có thể cuộc sống của bạn sẽ bị nghèo khổ và khó khăn, đó là bạn kết hôn với các tuổi, kỳ mùi, ất sửu, quý sửu, vì những tuổi này rất khắc kỵ về vấn đề tình duyên với tuổi bạn. Những năm này bạn không nên kết hôn vì nếu kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng, đó là những năm ở vào tuổi, năm 24, 26, 30, 36, 38 và 42 tuổi tuổi giáp dần xanh vào những tháng này sẽ có thể có nhiều chồng, đó là nếu xanh vào những tháng, 1, 4, 5 và 10 âm lịch. Những tuổi đại kỵ. Những tuổi này kỵ không nên kết hôn hay làm ăn vì có thể sẽ gặp cảnh tiệt mạng hay biệt ly, đó là các tuổi, ất mão, đinh tỵ, tân dậu, đinh mão, kỷ tỵ, kỷ dậu. Trong việc hôn nhân nếu bạn đã lỡ thương yêu nhau mà gặp tuổi kỵ thì nên kết hôn một cách âm thầm, kỵ nhất là không nên làm lễ ra mắt linh đình. Trong sự làm ăn nếu gặp tuổi kỵ nên tránh giao dịch nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong bà con thân tộc hoặc con cái nếu gặp tuổi kỵ thì phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cũng sao giải hạn thì mới có thể sống gần nhau được. Ngoài ra, bạn cần phải luôn luôn nhẫn nhịn về lời ăn tiếng nói với những người kỵ tuổi với mình để tránh những sự đáng tiếc có thể xảy ra. Về gia đạo, công danh của tuổi giáp dần nữ mạng. Công danh nếu có cũng không hoàn toàn tạo được cơ hội tốt đẹp. Gia đạo được đầy đủ và yên hòa bắt đầu kể từ năm 41 tuổi trở lên. Về phần sự nghiệp được vững chắc tiền tài trong cuộc đời hay thiếu hụt cho đến suốt cuộc đời cũng chưa chắc hưởng được hoàn toàn đầy đủ về vấn đề tiền tài một cách rộng rãi như ý muốn. Những ưu và nhược điểm của tuổi giáp dần nữ mạng một, Ưu điểm Hồ ở phương Đông là tượng trưng cho quyền lực nhiệt tình và mạnh bạo. Chị ta được mọi người kính trọng, khiến mọi người sợ sệt như cọp vậy. Chị ta có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn nếu bạn đã quen với tính cách mạnh mẽ của chị ta với sức sống sôi nổi sự thu hút nhờ thái độ lạc quan trước cuộc đời chị ta sẽ khơi gợi những tình cảm trong lòng mọi người khiến họ chẳng thể nào lạnh nhạt cô đơn nói tóm lại người tuổi dần đầy sức thu hút sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người do chị ta sinh ra đã có tố chất không hề biết mệt mỏi và hơi lỗ mãng nên thường hành động rất nhanh chị ta là người đa nghi hay dao động nên dễ đưa ra những quyết định vội vàng chị ta rất khó tin tưởng người khác và không bao giờ chịu để ấm ức giấu trong lòng đồng thời chị ta lại là một người thành thật, giàu tình cảm và khẳng khái, hơn nữa còn có khiếu hài hước tuyệt vời. Người tuổi dần rất nhân từ, chị ta yêu trẻ, động vật hay những thứ có thể khơi gợi trí tưởng tượng và sự chú ý. Hễ chị ta bị cuốn vào một chuyện nào đó, liền quên hết thảy. Chị ta làm việc bao giờ cũng một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý, bạn cứ tin chắc rằng chị ta sẽ vận dụng 100% khả năng, có khi còn hơn thế để làm việc. Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi hưởng thụ khi chưa có địa vị quyền lực trong tay tuổi dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống họ rất tốt bụng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng một khi danh dự lòng tự trọng bị xúc phạm thì tuổi dần sẽ căm ghét ôm lòng thù hận người đó họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân bởi vậy mà người này luôn cố gắng phấn đấu chăm chỉ làm việc bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm tuổi dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ cứng cáp nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm họ thật thà chân thành với mọi người không bao giờ lừa dối lợi dụng ai giữa đám đông tuổi hổ năng động nhiệt tình nổi bật thu hút mọi ánh nhìn xung quanh dường như những người này luôn lạc quan yêu đời không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống tuổi dần yêu thích không gian trong lành yên bình rộng mở của thiên nhiên thời còn trẻ những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống họ lạc quan yêu đời như những đứa trẻ lúc nào cũng cười nói hồn nhiên không bao giờ cảm thấy cô đơn buồn tủi những người này khá hào phóng đôi khi chi tiêu một cách hoang phí không có kế hoạch bởi vậy tuổi dần nhiều lần gặp phải túng thiếu phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh họ thích được thể hiện những tài năng của bản thân mình muốn nhận được sự tán dương khen ngợi của mọi người ngay từ khi sinh ra người này đã bị ảnh hưởng bởi quyền lực vì vậy họ luôn cố gắng vươn lên đạt vị trí đứng đầu trong cuộc chơi tuổi dần sẽ không chịu thua kém, khuất phục bất kỳ ai. 2. Nhược điểm của tuổi dần Điều mà những người tuổi dần phải mất cả đời để học đó là cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó, mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường nhưng cũng có lúc tuổi dần chán nản, buồn phiền. Người tuổi dần thuộc mệnh có cuộc sống hồi nhỏ không gặp nhiều may mắn, con đường công danh và sự nghiệp sau này cũng thường bấp bênh đa số những người tuổi dần là những người thích được chỉ đạo lãnh đạo người khác nhưng lại không nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai người tuổi dần có khuynh hướng đề cao bản thân nên họ tự quyết định hôn nhân của mình mà ít khi chịu lắng nghe ý kiến của người khác cuộc sống của họ sẽ chỉ hạnh phúc khi hai người biết cách nhẫn nhịn và có tinh thần xây dựng ngược lại sự đổ vỡ trong hôn nhân sẽ khó tránh khỏi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại